Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi tối ngày 2 tháng 9 năm 2023. Bây giờ là 22 giờ 30 phút, tức là 10 giờ 30 phút đêm. Hiện tại phía trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn đó là chợ Bến Thành. Trong đêm ngày mừng lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay thì chợ Bến Thành vẫn đang bật đèn sáng rực rỡ lung linh. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì như lúc nãy Tường Vũ Channel cũng đã có chia sẻ đến cho quý vị và các bạn một cái video clip về trực tiếp bắn pháo hoa chào mừng lễ 2 tháng 9 năm nay. Tuy nhiên do dòng người quá đông ở tại công viên Bến Bạch Đằng cho nên rất tiếc là Tường Vũ Channel không thể nào chen vào tìm một cái vị trí đẹp để mà cập nhật trọn vẹn hình ảnh màn bắn pháo hoa trong đêm ngày hôm nay. Mình cũng đã cố gắng để mà chen chúc nhưng mà đứng từ xa nó bị vướng cái cành cây cho nên nhìn không được full toàn màn hình. Kính mong tất cả cô chú anh chị và các bạn vui lòng thông cảm giúp cho Tường Vũ Channel. Và để bắt đầu video trong buổi tối ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn hạnh phúc bình an. Chúng ta có một đêm mừng lễ 2 tháng 9 thật là vui. Và cũng như kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn có những ngày nghỉ thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Phải nói là hiện tại bây giờ là 22 giờ 30 phút, tuy nhiên thì hàng trăm người đang đứng ở tại phía trước của chợ Bến Thành. Bây giờ mình sẽ đi về bên phố Tây Bùi Viện hay là phố đi bộ Bùi Viện để cập nhật những hình ảnh trực tiếp trong buổi tối hôm nay tôi gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn nhé. Chúng ta thấy hiện tại thì phải nói là hàng trăm người đang tụ tập tại chợ Bến Thành. Mình đang đi bộ từ chợ Bến Thành để đi về bên phố Tây Bùi Viện, kính thưa quý vị. Có lẽ nói đêm này là đêm người Sài Gòn chắc thức suốt đêm quá. Hướng này là mình đi về bên chỗ đường Trần Hưng Đạo, kính thưa cô chú anh chị và các bạn. Phải nói màn bắn pháo hoa trong đêm ngày hôm nay đã mang đến cho người dân Sài Gòn một cái không khí lễ hội thật là vui. Giờ mình đang đi bộ về bên phố Tây Bùi Viện để cập nhật xem thử ngày hôm nay phố Tây Bùi Viện có đông hay không. Đây là công trường Quách Thị Trang. Phía trước màn hình của chúng ta đó là giếng trời. Phải nói mất khoảng nửa tiếng đồng hồ mới thoát ra khỏi dòng người chen chúc kẹt cứng ở tại con đường Tôn Đức Thắng ngay công viên Bến Bạch Đằng. Phải nói là trong buổi tối ngày hôm nay hàng ngàn người đang đổ về khu vực trung tâm Sài Gòn. Giếng trời lại ánh sáng, kính thưa quý vị. Tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì nếu như không có gì thay đổi, dự kiến được khai thác vận hành thương mại vào năm 2024, tức là năm sau. Theo như mình dự đoán thì đêm ngày hôm nay tại phố Tây Bùi Viện sẽ chật kín luôn. Thời tiết ngày hôm nay rất tốt, buổi chiều thì có những cơn mưa lay bay lất phất, nhưng mà không ngờ buổi tối ngày hôm nay thời tiết tuyệt vời, không mưa mà có gió mát nữa cô chú anh chị. Đang đi bộ về bên phố Tây Bùi Viện nha, kính thưa quý vị. Sẽ cập nhật một số hình ảnh tại phố Tây Bùi Viện để gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn.
Bên tay phải màn hình của chúng ta đó là con đường Phạm Ngũ Lão nè. Nhích bên tay trái màn hình của chúng ta đó là con đường Trần Hưng Đạo hướng về bên quận 5, Chợ Lớn. Phải nói năm nay nghỉ lễ 2 tháng 9 tưởng rằng là mọi người đi về quê đông, Sài Gòn sẽ vắng lặng, nhưng mà đêm ngày hôm nay phải nói là hàng ngàn người chen chúc ở tại công viên Bến Bạch Đằng để mà thưởng thức cái màn bắn pháo hoa. Bên tay phải màn hình chúng ta là McDonald's. Khách rất là đông luôn. Có lẽ đêm nay người ta sẽ chơi suốt đêm. Đang đi bộ trên con đường Trần Hưng Đạo nè. Hà Nội Việt Nam chơi lễ cũng rất là lớn luôn ha. Bất cứ một dịp lễ nào, lễ Quốc Khánh hay là lễ 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5 hay là Tết Tây, thì phải nói là ăn chơi rất là khủng khiếp luôn, dữ rồi luôn. Đây đi bộ về bên phố Tây Bụi Viện, cập nhật nhanh một số hình ảnh gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn ha. Đây có nhà hàng nướng nè. Thấy có một số khách nước ngoài họ đang đi bộ hướng về bên phố Tây. Phải nói Sài Gòn rộn ràng tưng bừng, kinh tế thì khó khăn thì có đó, buôn bán ế ẩm, kinh doanh đóng cửa hàng loạt, nhưng mà phải nói các dịp lễ lớn thì bà con vẫn vui chơi. Phải nói ngày hôm nay trên con đường Tôn Đức Thắng, ngay công viên Bến Bạch Đằng, từ đại lộ Hàm Nghi cho đến đoạn công viên Mê Linh, phải nói là dòng người chen chúc nhau, phải nói chen chúc nhau luôn, không có chỗ đứng luôn. Mặc dù mình đã đi sớm nhưng mà vẫn không có chỗ nào đứng được cô chú anh chị. 9 giờ bắn pháo hoa cho đến 21 giờ 15 phút. Nó có nghĩa là bắn 15 phút thôi. Nhưng mà phải nói là 8 rưỡi mình đã có mặt rồi mà không có chỗ đứng luôn. Thật sự là không có chỗ nào đứng luôn. Đứng từ xa luôn đó cô chú anh chị. Chắc năm sau phải đi sớm 1 tiếng đồng hồ mới được. Tại thì mình đang có mặt chỗ ngã tư của đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học. Hơn 22 giờ 30 phút. Ta đi bộ phải đi đúng cái vạch này chứ không đi cũng đúng vạch rồi, không có ai nhường cho mình cả.
giờ mình đang có mặt ngay chỗ đường Bùi Viện rồi. Và chắc chắn trong đêm ngày hôm nay thì phải nói là phố Tây Bùi Viện sẽ chật kín luôn và nhộn nhịp, có thể nói là suốt đêm. Càng về khuya thì ở đây càng đông luôn cô chú anh chị các bạn. Xe máy chắc chắn thì trong đêm ngày hôm nay sẽ chật kín luôn. Mình đang đi bộ vào để cập nhật một vòng, tôi gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn ha. Ngày xưa thì phố Tây Bùi Viện thì khách nước ngoài rất là nhiều luôn. Khách nước ngoài nhiều, khách Việt Nam thì ít, nhưng mà bây giờ thì khách Việt Nam cũng khá là nhiều. Khách nước ngoài thì không có nhiều bằng ngày xưa. Và đó là sau khi mà dịch bệnh Covid-19 thì người nước ngoài đã đi về nước rất nhiều rồi. Vài phút nữa sau khi đi vào phố Tây Bùi Viện thì chắc chắn là sẽ rất là ồn luôn. Cho nên mình nói sẽ không nghe. Mong cô chú anh chị và các bạn vui lòng mà thông cảm nha. Phải nói đêm ngày hôm nay là Sài Gòn tưng bừng, nhộn nhịp, vui lễ quốc khánh. À, quá là nhộn nhịp luôn, kính thưa quý vị.